bếp từ nội địa Nhật. Nhiều khi chúng ta rất thích cái bếp từ nội địa Nhật vì cái tính tiện lợi của nó. Thứ nhất là về độ bền, thứ hai là tiết kiệm điện, thứ ba nữa là công suất khỏe, đun nhanh, thứ tư nữa là giá thành hợp lý. Chúng ta rất thích nó. Thế nhưng có một cái là gì ạ? Là bất tiện vì nó có cái nò nướng. Tôi thấy rất nhiều khách hỏi tôi về cái nò nướng. Đấy, bình thường cái bếp từ nếu mà liền khối của nó ấy, thì cái chiều ngang của nó 60, chiều sâu của nó sẽ là 50 và chiều dày của nó sẽ là 22,5. Đấy, đấy là cái bếp liền khối. Thì bao gồm có cái bề mặt bếp như thế này và một cái nò nướng như thế này. Nếu để liền khối như hiện tại, bây giờ tôi đang tháo riêng cái nò nướng ra rồi. Đấy, thì trong clip này tôi muốn chia sẻ đến cho các bạn là cái bếp từ nội địa của Nhật này, chúng ta sẽ có một cái phương án để xử lý cái nò nướng, đấy là chúng ta có thể tháo rời ra. Thì nhiều khách hàng có hỏi là tháo rời ra như này thì có bền hay không, có ảnh hưởng gì đến bếp hay không, thì câu trả lời là không các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, đây là một cái khối rời. Đấy, một cái khối rời và nó được liên kết bằng cái rắc này thôi. Đó, chúng ta chỉ cần rút hai cái rắc này ra là chúng ta có thể tháo rời nguyên cái nò nướng này ra. Và khi nào chúng ta cần sử dụng, chúng ta lại có thể lắp vào để sử dụng bình thường. Còn khi chúng ta tháo cái nò nướng ra thì cái bếp nó chỉ còn mỏng như này thôi. Nó khoảng 6cm các bạn nhé. Khi tháo nò nướng ra thì độ dày của nó còn 6cm. Còn nếu để nò nướng thì độ dày của nó sẽ là 22,5cm. Đó. Và khi chúng ta tháo nò nướng ra như này rồi thì chúng ta không còn lo ngại gì về vấn đề là khó lắp hay là về liên quan đến tủ bếp nữa, đúng không ạ? Khi chúng ta tháo nò nướng ra thì nó như là một cái bếp âm hàng châu Âu bình thường như này thôi, đúng không ạ? Thế nên là nếu như nhà các bạn mà đang có nhu cầu muốn mua một cái bếp từ mà chúng ta lo ngại là không biết cái nò nướng về lắp như thế nào, thì chúng ta có thể tháo nò nướng ra như thế này nhá. Và kho Nhật Bùi Huy sẽ hướng dẫn các bạn tháo. Tôi đã có clip hướng dẫn khách hàng tháo nò nướng rồi, hoặc là kỹ thuật kho Nhật Bùi Huy sẽ tháo luôn và về các bạn chỉ việc lắp lên thôi. Đó. Và tất nhiên rồi, nó sẽ không ảnh hưởng gì ấy nhá, không ảnh hưởng gì đến kết cấu của bếp nhá. Tất cả đều hoạt động một cách bình thường. Bếp từ của Nhật thì nó sẽ có hai bếp từ ở trên, một bếp hồng ngoại đấy, và một cái nò nướng ở bên dưới. Nò nướng bên dưới chúng ta có thể tháo rời ra như thế này. Hiển thị và điều khiển ở khu vực trên này, vì nó là hiển thị cơ nên nó rất là bền. Đấy, chứ còn nếu hiển thị cảm ứng thì sẽ không bền bằng cơ nhé. Đấy, chúng ta đã biết về cái vấn đề này rồi đúng không ạ? Về cơ này là bền nhất này. Có một cái vấn đề nữa là tôi thấy rất nhiều khách hàng hỏi là bếp âm cỏ Nhật như này thì có lắp để dương được không, có dùng dương được không? Tại vì nhiều gia đình thì không tiện để cắt đá. Thì câu trả lời là để dương thoải mái luôn các bạn nhé. Chúng ta có thể tháo nò nướng ra như thế này để chúng ta để dương. Và chúng ta cũng có thể là lắp nò nướng vào để dương. Đấy, dùng như bình thường luôn, không khác gì cả. Chỉ khác là nếu như chúng ta để nò nướng thì cái độ dày của nó sẽ là 22cm. Và chúng ta sẽ ướm với lại cái bếp để chúng ta xem là khi chúng ta để dương nó có cao quá hay không thôi. Chứ còn chúng ta dùng bình thường. Để mà vấn đề dùng được nó thuận tiện nhất ấy, thì chúng ta lên ra cái tiệm kim khí để chúng ta đóng một cái hộp. Để người ta đo, người ta đóng cho chúng ta một cái hộp bằng inox và chúng ta đặt cái bếp này vào cái hộp đấy là đẹp nhất. Và chúng ta dùng dương một cách bình thường. Còn không thì chúng ta cứ để liền khối, chúng ta để dương dùng bình thường luôn, không vấn đề gì các bạn nhé. Nếu các bạn có muốn tư vấn thêm về cái bếp từ nội địa của Nhật này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc đến xem hàng trực tiếp nhé. Bếp của Nhật này thì nó sẽ có 3 bếp là 2 bếp từ, thì 2 bếp từ này công suất đun của nó sẽ là 3000W. Với cái việc là nó trang bị cho công suất 3000W một bếp thì đây đang là một cái công suất bếp cao nhất ở thị trường hiện nay. Có nghĩa là chúng ta sẽ giảm thời gian đun nấu ở một cách tối đa. Một nồi canh chúng ta đun chỉ mất khoảng 2 phút là sôi thôi. Rất là tiện lợi và rất là bền. Tại sao lại nói là nó bền? Tại vì khí hậu của Nhật ấy, nó cũng nồm còn kinh khủng hơn khí hậu của Việt Nam chúng ta. Mà cái hơi nước của nó còn mang theo cả hơi muối của biển. Đấy là cái lý do mà tất cả các đồ điện tử của Nhật này đều được hãng họ sản xuất chống ẩm một cách tốt nhất, mạch của nó bền nhất. Còn với cái việc mà chúng ta dùng hàng châu Âu ấy, chúng ta không nói là hàng châu Âu của họ không tốt. Thế nhưng mà khí hậu của họ không phù hợp với khí hậu của chúng ta. Đấy là lý do mà đến mùa nồm ấy thì mạch tử vong là rất cao. Đấy nên là một số cái để cho chúng ta cân nhắc. Vâng, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.